Một trong những cái thói quen của anh em khi mà xài SLR chuyển qua dòng mirrorless đó, là anh em hay để điểm lấy nét giữa, lấy nét xong rồi bố cục lại. Thì cái này nó hơi phí so với khi mà mình chuyển qua dòng dùng mirrorless. Tại vì sao? Tại vì đối với những máy mirrorless nó sẽ có những điểm lấy nét theo pha kết hợp với tương phản. Các bạn thấy những cái điểm lấy nét lớn này nè, 49 điểm lấy nét của cái vùng này, nó sẽ lớn hơn những cái điểm ở ngoài rìa. Đây là những cái điểm lấy nét line vừa theo pha vừa theo tương phản. Thì khi bạn lấy nét như vậy nó sẽ chính xác và nó nhanh hơn rất nhiều khi bạn lấy nét một điểm và bố cục lại. Đối với những dòng máy đời mới thì bạn cũng có thể chọn nguyên một khung luôn, thì nó sẽ lấy nét cũng khá là nhanh. Tuy nhiên cảm nhận cá nhân của mình á thì mình không thích, tại vì nó cứ chạy nhá nhảy nhảy, nó nhảy theo tương phản á, thì nó sẽ nó nguyên một khung luôn, nó sẽ có thể sẽ không đúng ý mình. Với lại lấy nét theo kiểu này nè, thường máy sẽ chọn cái điểm nét gần nhất mà máy nhận được. Nhiều khi mình muốn lấy những cái điểm xa hơn thì sẽ hơi khó khăn. Cho nên với mình thì mình có thể chọn cái vùng lấy nét lớn nhất. Bạn cũng có thể chọn nhỏ hơn nếu muốn. Đây. Hoặc nhỏ hơn nữa. Vì đặc tính của nó lấy nét vừa theo tương phản vừa theo pha cho nên khá nhanh và chính xác. Đặc biệt nếu có thêm người thì các bạn có thể bật thêm cái face detection, bật on lên thì nó sẽ bám nét vào khuôn mặt. Đỡ mất công bạn phải lấy nét bố cục lại như lúc mà xài SLR. Ok, chúc các bạn chơi vui.